Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới Crypto. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn rút cái đồng Node AI này về trên ví nhé. Trước đây thì mình có chia sẻ cho các bạn làm cái kèo này rồi. Và ngày hôm nay thì chính thức nó đã list ở trên sàn MEX này, sàn KuCoin này và sàn Gate.io. Và hiện tại mình đang ở trên sàn KuCoin thì đây các bạn có thể nhìn thấy cái đồng Node AI này. Nó có thông báo list sàn và hiện tại thì nó đã có giá rồi các bạn nhé. Đây chúng ta sẽ nhấp vào cái mục giao dịch Node AI này, chúng ta sẽ nhìn thấy này. Hiện tại thì giá của con này cũng khá là cao nhé, 0.30 đầu 28 này. Và bây giờ thì mình sẽ vào trong tài khoản để chúng ta tìm hiểu cái thông tin chi tiết nhé. Ở trên cái group trong Telegram của dự án này họ có cập nhật thông tin là cho chúng ta rút về ví bắt đầu từ buổi chiều ngày hôm nay lúc 3 giờ nhé. Đây các bạn nhé, nó có cả thông tin list sàn KuCoin này. Và tiếp theo thì bên dưới này nó mới có thông báo cái mục claim này. Đấy, và cái mục claim này thì nó cũng có hướng dẫn. Đây ở dưới này nó có thông báo rất là chi tiết, nhưng mà ở Việt Nam mình thì cũng không thấy có nhiều người làm cái kèo này. Bây giờ thì mình sẽ xem qua một số những cái thông tin nó hướng dẫn và chúng ta sẽ bắt đầu rút nó về trên cái ví Tonekeeper nhé. Khi các bạn rút về Tonekeeper rồi thì chúng ta có thể là chuyển lên bất cứ sàn nào để chúng ta bán trong mấy cái sàn mà nó nít đây này. Đây ở đây nó có cái thông tin là claim đây. Bây giờ mình sẽ phải dịch cái nội dung này ra nhé. Đợt airdrop đầu tiên sắp diễn ra, đừng bỏ lỡ cơ hội nhận thưởng. Hơn 10 triệu người dùng đã tham gia các hoạt động Node AI, nhưng chỉ những người hoàn thành các bước nhất định mới đủ điều kiện nhận đợt Node airdrop đầu tiên. Bạn đã làm đủ điều kiện chưa? Và đây là những cái điều kiện bên dự án họ yêu cầu chúng ta là phải làm nhé. Sau đây là cách đảm bảo bạn tham gia. Một là theo dõi kênh TD của dự án này. Hai là theo dõi chúng tôi trên X này. Ba là tương tác với các bài đăng của chúng tôi, retweet, thích, bình luận. Bốn là hoàn thành nhiệm vụ trong Node AI bot. Và tiếp theo thì phân tích Node AI drop. Chương trình giới thiệu cấp độ 1 2000 Node AI cho những người giới thiệu trực tiếp sau khi tham gia mạng xã hội Node AI. Cấp độ 2 là 1000 Node AI cho lượt giới thiệu cấp độ 2 sau khi tham gia mạng xã hội Node, trò chơi Node AI. Với cái mục trò chơi Node AI này thì chúng ta sẽ nhận được là 3 cái đồng Node AI cho mỗi lần tiêu diệt ở trong game nhé. Tiêu diệt cái nhân vật ở trong game rồi. Đếm ngược đã bắt đầu, hãy chuẩn bị để nhận Node AI của bạn sớm thôi. Nhiều lượt giới thiệu hơn bằng nhiều lốt AI hơn. Càng tham gia nhiều phần thưởng của bạn càng lớn. Nhận phần thưởng của bạn vào ngày 18 tháng 9 vào lúc 10 giờ 15 phút sáng UTC. 10 giờ 15 phút thì nó sẽ rơi vào là 17 giờ 15 phút của Việt Nam. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào trong tài khoản của cái dự án này để mình hướng dẫn các bạn nhé. Con này nít sàn với giá khá là cao các bạn nhé. Nhưng mà không biết là có rút được nhiều hay không. Ở đây hiện tại của mình đang có 514 triệu cái đồng này rồi. Chúng ta sẽ nhấp vào cái mục Tap to Claim này nhé. Rồi tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ làm hết những cái nhiệm vụ mà nó yêu cầu này. Thứ nhất là chúng ta sẽ connect tài khoản trên X này nhé. Chúng ta sẽ chọn chỉ một lần. Rồi ở đây thì mình đã theo dõi rồi, like và retweet lại bài đăng này. Tiếp theo thì chúng ta quay trở lại. Đến nhiệm vụ thứ hai là join Telegram channel của dự án này. Thì cái này mình cũng đã join trước đây rồi. Đấy, các bạn sẽ thả like, thả tim vào đây, nó biết mình là người thật rồi quay trở lại này. Like Telegram bot này. Bot, cái bài bot của nó đây. Thì chúng ta cũng sẽ thả like vào. Thả cho nó vài bài nhé. Rồi chúng ta quay trở lại Node AI. Ở đây thì chúng ta sẽ like và post lại cái bài đăng ở trên X này. Đây chúng ta sẽ like cái bài này. Like rồi bây giờ retweet lại. Tiếp theo thì chúng ta sẽ quay trở lại. Sau khi chúng ta làm hết 4 nhiệm vụ này rồi, chúng ta sẽ nhấp vào cái tích xanh ở bên dưới này nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào Get Airdrop. Ở đây mình nhận được là 479.000 cái đồng Node AI này. Rồi mình sẽ nhấp vào Go to Claim này.
479 mà ra đây nó cho mình rút có đâu đấy là 10% hay sao, được 47.000 thôi. Thế thì bây giờ nhé, chúng ta cần phải kết nối ví. Các bạn sẽ nhìn thấy cái ví ở trên đầu này, chúng ta sẽ nhấp vào cái biểu tượng ví này. Ở đây thì mình đã kết nối với lại cái ví Tone rồi. Nếu bạn nào chưa kết nối thì các bạn sẽ nhấp tiếp vào đây. Và chúng ta sẽ chọn ví Tone Keeper. Đây ở đây mình ưu tiên chọn Tone Keeper, hoặc là các bạn có thể là chọn ví OKX Web3 hoặc là chọn vào ví Tone Telegram đều được nhé. Rồi mình sẽ nhấp quay trở lại này. Tới cái bước này rồi thì chúng ta sẽ nhấp vào mục Connect you OneNet to Clam này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ nhấp vào Tone Keeper nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhấp vào Connect OneNet. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu ví vào. Như vậy là mình đã connect ví thành công rồi này. Bây giờ thì mình sẽ nhấp vào Clam nhé. Và mình nhấp tiếp vào mục Clam này. Con này mình cũng khá là lâu rồi, mình cũng bỏ quên mất một thời gian là mình không vào, bởi vì nó nhiều dự án quá. Những cái dự án mới ra thì mình cứ tập trung mình làm ấy. Rồi chúng ta sẽ kéo cái thanh trượt này, mũi tên xanh này kéo sang. Nó sẽ hết một ít phí các bạn nhé. Như vậy là mình đã claim thành công, và bây giờ thì mình sẽ chờ để nó về ví nhé. Hình như ở đây nó vẫn còn đang loát nên thấy nó có cái dấu 3 chấm này. Đây chúng ta sẽ nhấp mũi tên này, hình như là tốn 0,1 tôn nhé, tương ứng với khoảng tầm 0,5 đô. Cái lần đầu tiên là chúng ta kết nối ví, lần thứ hai này mới là rút token về ví này. Giờ chúng ta sẽ nhấp vào OK nhé. Như vậy là xong, thì bây giờ mình sẽ quay trở lại ví để xem nó đã vào ví chưa nhé. Đây nó báo nhận rồi, ở đây nó vẫn còn đang nát đấy các bạn nhé, nó vẫn đang quay tròn đây này. Chúng ta sẽ chờ một lúc để cho nó về ví. Được có 47.000 thì cũng không đáng bao nhiêu. Nếu mà bạn nào có ít thì chúng ta chưa vội rút nhé. Còn của mình thì mình làm mẫu cho các bạn nên là mình sẽ rút. Như vậy là sau một lúc chờ đợi thì đâu đấy khoảng tầm 1 phút là nó đã về ví rồi đây các bạn nhé. Về ví 47.000, cái đồng này thì nó sẽ tương ứng với là 13 đô này. Lúc sớm ấy thì mình thấy là giá của nó còn khá là cao, nó là 0.40 đầu 33 và bây giờ thì nó là 0.40 đầu 29, có nghĩa là nó cũng giảm đi khá là nhiều rồi. Ở đây thì mình thử nhấp vào đây, mình swap luôn ra cái đồng tôn xem có được không nhé. Con này swap được đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ nhấp vào mục mắc này. Ở bên dưới này thì chúng ta sẽ chọn đồng tôn nhé. Đây chúng ta sẽ tìm cái đồng tôn này. Bình thường là nó sẽ ra mà bây giờ tìm lại không thấy nhỉ. Nếu không được nữa thì chúng ta có thể là swap ra cái đồng USDT mạng tôn này cũng được các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào mục mắc này. Đấy các bạn chọn swap sang cái đồng USDT mạng tôn cho nó nhanh. Rồi sau đấy thì các bạn chuyển cái đồng USDT này lên sàn để chúng ta bán ra những cái đồng tiền khác, hoặc là các bạn có thể là bán lên sàn để bán ra tiền Việt Nam đồng đều được nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào mục Continue này. Tiếp theo thì đây nó sẽ hiển thị ra những cái thông tin về phí giao dịch này là 0.05%. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào Confirm này. Đấy, nếu mà các bạn rút về ví thì chúng ta chỉ được phép swap ra cái đồng USDT thôi, chứ không được swap ra đồng tôn các bạn nhé. Phí tận gần 1 đô cơ. Như vậy là đã ok rồi. Chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ swap nhé. Tính theo giá hiện tại, một con nốt AI này chỉ bằng có 0.30 đầu 25 thôi này. Nếu mà bán được sớm thì nó ở cái đầu 35 thì khá là ngon.
Các bạn lưu ý nhé, khi mà các bạn rút con này ở trên cái mạng tôn về ví tôn keeper thì chúng ta chỉ được phép swap ra cái đồng USDT thôi. Đấy, thì khi các bạn swap ra USDT mạng tôn rồi thì các bạn có thể chuyển lên các sàn để chúng ta giao dịch và bán đều được. Như vậy là mình đã swap thành công, và bây giờ mình sẽ nhấp vào cái dấu X ở đây để tắt cái màn hình này đi. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại cái giao diện chính của ví này. Như vậy là cái đồng nốt AI của mình đã swap thành công sang cái đồng USDT này rồi. Và nó là cái mạng tôn, thì bây giờ các bạn có thể là chuyển lên các cái sàn giao dịch để chúng ta bán đồng USDT này lấy tiền Việt về nhé. Lưu ý là các bạn trong ví phải có một ít tôn này để chúng ta làm phí ga thì chúng ta mới giao dịch swap hoặc là chuyển qua chuyển lại được. Cái dự án này thì mình không thấy nó thông báo rõ là nó sẽ phát trong vòng bao nhiêu thời gian thì mới hết cái airdrop đấy. Nó sẽ chia nhỏ theo từng tháng để nó cho chúng ta rút. Và cái tỷ lệ rút hiện tại của mình là được có 10% của tháng thôi, của cái lần rút đầu tiên thôi, chứ không phải là 10% của tổng cái số dư này nhé. Có nghĩa là mình sẽ được nó duyệt với một cái lượng nhất định nào đấy, một lượng coin nhất định là số coin đấy hợp lệ để mình rút, thì nó sẽ cho mình rút 10% của cái số coin hợp lệ đấy. Cái dự án này nếu như bạn nào theo từ đầu chịu khó làm và chịu khó chơi game ý, chơi game thì cũng được khá là nhiều tiền nhé, thì các bạn sẽ kiếm được thêm rất là nhiều cái đồng token này. Dự án này thì mình thấy cũng khá là ngon, nhưng mà kiểu nó không có nổi trội, nó cũng không truyền thông mạnh ý, cho nên là mình cũng không để ý nhiều lắm, mình bị quên nó đi. Cho đến ngày hôm nay thì nó đã nít sàn và có giá khá là cao rồi. Thì trong video này mình hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta rút cái đồng này về ví và chúng ta swap ra đồng USDT. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Và nếu như bạn nào mà đã cày cái dự án này được nhiều ấy, thì xin chúc mừng các bạn là dự án này cái giá của nó khá là cao nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công và nhận được nhiều cái đồng nốt AI này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.